Nhẹ không ưa, ưa nặng à? Nhẹ không ưa, ưa nặng à? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? No! God, please, no! 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 You're not helping. Now what? Too bad you can't talk to dead people. Ôi, thằng này là chùm anh em ạ. No! Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ. Từ bây giờ Cyberpunk 2077 tôi sẽ quyết định là tôi sẽ edit, tức là tôi sẽ quay video và edit cẩn thận, chứ tôi không kiểu là up cả một cái video rất là dài và rất là lê thê. Hy vọng là series này nó sẽ thú vị hơn. Dù sao thì đấy là một tựa game mà khen chê thì rất nhiều, nhưng mà đối với riêng bản thân tôi thì tôi thấy nó vẫn là một cái tựa game rất là hay và tôi khá là thích. Ở cái phần trước ấy, tôi đã đến điều tra nơi của em Evelyn Parker làm việc. Đấy là cái dạng như kiểu là nhà chứa ấy. Trong khi đến đây thì tôi phát hiện ra là em Evelyn đã gặp vấn đề như kiểu là bị hack. Để hỏi thêm thông tin thì tôi phải đột nhập với khu VIP của bọn này. Và tôi vào sẽ bị chúng nó tấn công. Bây giờ tôi phải đột nhập. Đây 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 đây. Distract enemy đây. Nhanh 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 nhanh. Đấy rồi. Thằng này nó bảo nó không thấy con bé Evelyn kia đi làm, thế là nó hỏi thằng Woodman gì đấy. À, thằng Woodman thì bảo là em Evelyn đã rời đi rồi. Thế tôi có thể tìm thằng Woodman này ở đâu? À, thằng đấy nó ở phòng làm việc ở phía sau kia. Bây giờ là tôi phải đến gặp thằng Woodman. Ui. Ui 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 ui. Tôi vừa lấy được cái thanh katana bố đời lắm. Katana của tôi là epic mà. Nice. Đây rồi, tôi có vũ khí rồi. Ai, đây là đây là đây. Thằng đấy đâu à? Chào, em chào anh Woodman. Anh này còn đang hậm gặm hamburger. Mày không thấy là tao đang rất bận à? Tao tìm Evelyn Parker. Tao còn rất nhiều việc đây, tao quan tâm đếch gì một người mất tích. Để tao đoán nhá, có vẻ mày đã chơi với cô ta một hai lần nên bây giờ mày muốn gặp lại cô ta hả? Chồng anh có vẻ là người có thể nói chuyện được đấy. Thôi để tôi thuyết phục nó từ từ, thằng này mình đe dọa nó tôi nghĩ không được đâu. Nhìn cái mặt thằng này nó cứng lắm. Thằng này nó bảo là nó bắt đầu buồn chán với lại cái cuộc đối thoại rồi đấy. Đấy. Cô ta không tốt đến thế đâu, cô ta đúng là hot thật. Nhưng mà cô ta cơ bản chỉ là một con điếm thôi. Và là một con điếm thì cô ta sẽ nhận được những gì cô ta muốn. Mẹ mày. Nhẹ không ưa, ưa nặng à? Nhẹ không ưa, ưa nặng à? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? No! God, please, no! 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 You're not helping. Now what? Too bad you can't talk to dead people. Ôi, thằng này là chùm anh em ạ. No! Mẹ, kiếm thuật của tôi nó phải gọi là bố của bố đời rồi. Nhưng mà thằng này nó cũng mạnh thật đấy. Tôi chém bao nhiêu phát mà nó không chết. Joy Toy là sao? Broken Dawn này hình như là nó đang nói đến em Evelyn này. Nó bảo là có một cái gì đó rất là xấu đã xảy ra này. Có chuyện gì với cô ta này. À, nó đưa em ấy đến Zig Zig anh em ạ. Bây giờ mình phải tìm một cái phòng khám ở Zig Zig. Bây giờ mình đến Zig Zig. Mình phải đến Zig Zig để mình tìm Evelyn rồi. À, cái này có quần mới này. Có một cái quần xịp anh em ạ. Mẹ. Quần xịp đéo rồi, quần xịp sắt à. Cộng 20 ammo ạ. Oh my god! Wow! Thôi mặc dù nó cộng nhiều ammo nhưng nhìn nó khắm lắm, tôi không ngửi được. Có một cái mặt nạ mới này. Vớ vẩn thôi. Ôi, ui, súng này. Úi rồi, súng bố đời. Gần hết máu luôn ạ. Ơ, bắn xong nó còn bị chảy máu hay gì kìa. À, bị cháy, bị cháy. Súng bố đời quá.
Giết thằng kia là đúng đắn anh em ạ. Giết thằng kia thì mới nhặt được khẩu súng bố đời như này. Mà thằng đấy nó là thằng người xấu mà. No! Bọn này là một cái băng nhóm gì đấy, tại vì nó đang nhìn tôi với vẻ khá là cay cú kìa. Cu cáy kìa. Có vẻ như tôi vào đây là sẽ bị bọn này nó tấn công này. Băng nhóm gì đấy. Hey, not one step closer. Đừng có lại gần hơn. Tôi biết ngay mà, bọn này nó bảo kê ở đây rồi. Ui! Wow! Anh em thấy kiếm thuật tối nào? Ok. Không cần phải súng ống gì cả. Chết rồi, lại bị nặng rồi. Khả năng trước khi làm nhiệm vụ này tôi phải về tôi bán bớt đồ thôi. Về gặp cái thằng già kia làm cái nhiệm vụ gì đấy xong rồi bán bớt đồ đi. Đây, xem thằng này nó giao quét gì. 3 2 Hey hey, the hell is that? The hell you doing with that double barrel? It's a small caliber only. Một thằng chơi sọt gun bị ông kia chửi bảo là chỉ được dùng súng lục thôi. A holster. Đây. Fuck, June. Chill. I'm going. Thanh niên kia bị đuổi rồi. Tôi không tự tin lắm, tại vì như kiểu đặt cược cho mình sao mới thấy cổ vũ kinh vậy. Stop, everyone stop. We're done. 44/100 ạ. Vãi cứt. First place, V. Second, Rudy. Tôi đứng đầu luôn. Learn to shoot. Out of my sight. Now. Thưởng cái gì vậy? Wow. Thanks, Wilson. Thưởng khẩu súng đẹp phết. Cái gì vậy? Sao nhạc tự nhiên bốc vậy? Hình như là có thằng phát hiện ra tôi. À đây 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 đây, tôi nhìn nó rồi. Chu 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 chu. Mày bị lừa rồi, mày tưởng tao dùng kiếm à? Mấy thanh niên này ngồi giơ tay ngoan đấy. Con nào dùng súng? Mày dùng súng. Dù sao nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ tiêu diệt hết mà. Mình không cần phải nhẹ nhàng gì với chúng nó cả.
Ây da. Ây da. Chết rồi. Ơ. Thế thôi à? Attack speed bây giờ tôi tăng thêm 30% rồi. Tôi bây giờ là Killing Machine rồi. Killing Machine rồi. Cười. Anh em nhìn crit quả critical 250 máu chưa? Thằng chùm à? Mày là thằng chùm đúng không? Ok. Các anh ơi. Đông quá, tôi phải chạy đi chỗ khác rồi, không đứng đây được rồi. Đấm vào kiếm mà em. Đau tay chưa? Ui. Anh ơi. Thằng này bị làm sao vậy? Nhường à? Nhường tao à? Nhường tao à? Đâu còn thằng nào đến đây nữa? Đội chúng mày đến đây chưa? Đội chúng mày đã đến đây chưa? Mày chết rồi à? Hình như là tôi phải nhặt đồ. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Tôi có thể hack được cái này này. BD này. 1C này. 1C này. Đó được, BD. Đáng ra tôi phải BD trước thì... À không, tôi làm sao mà lại BD được. Chuyển xác thằng kia về nhưng mà từ từ. Phải đi tiêu diệt hết. Địch lắm lắm anh em ơi. Con xe nổ mà mày không chết à? Game này sao vậy, ném quả lựu. Hình như xe nổ rồi.
khổ thân anh kia. Vẫn còn thằng sống sót à? Đi ở đây bị dính. Gì kia? À, hình như là kiểu đứng xa quá mình không nhìn thấy nhá. Đây là con gái à? Con gái đéo gì nhìn kinh này. Đấy, nhảy lên mái được này. Đây rồi, sới được rồi. Xếp phát. Đến đây để đánh nhau đấy. Ai sẽ là đối thủ của tao? Mày hả? Wasn't expecting a tag team, but whatever I guess. So, who do I got first? No, you don't get it. That body and this one, I'm the same. Một đánh hai à? So, what? I'm seeing double. I used to be twins. Hai thằng này nó sinh đôi và nếu mà mình đánh một thằng thì mình phải đánh cả hai. They wanted to be closer, stronger. So they installed neural oscillation sinks. And now they're... Thế nói tôi kỹ năng chuyên về kiếm mới nhục chứ. Thanh kiếm tôi đừng cầm, anh em nhìn đẹp không? Ok. Chơi. Từ từ. Sao tôi cất được kiếm gì đây? Ủa? Nó bắt tôi phải nói chuyện với hai thằng sinh đôi rồi. Hai thằng mày lúc nào cũng làm mọi việc cùng nhau à? Kể cả là chơi gái à? Vãi cứt, hai thằng này nó đúng là chơi chung một em luôn mà. One takes waist up and the other's on booty duty. No, she's with one body Monday through Wednesday and the other Wednesday through Sunday. Vãi cứt. Nó bảo em kia là từ thứ hai đến thứ tư là một là diễn một em, còn còn lại là diễn kiểu một em khác, một em là bồ của cả hai thằng. Từ chiến luôn, mẹ sếp rồi lo gì. Fair, see no problem with that. So can we get started? Chiến luôn. Show me what you got. Fucking hell! Listen, this time. Please. Please. Ôi, mẹ. Game hơi bịp anh nhá. Game hơi bịp. Nếu chấp nhận. Two heads are better than one. Nó hiểu ấy. Sao nhỉ? Two heads are better than one. Damn. Two heads are better than one. Đéo trời, game như cứt. Let me go.
Two heads are better than one. Chấp nhận chịu thua vậy. Đóng chơi nữa. Đánh cho mày khó lắm. Tự nhiên lại mất 2000 oan ở cái đống đấm nhau kia. No, no. I'd rather live here. Just don't turn off the lights. Hey, you anh có ổn không? No way I'm gonna swim. I hate water. Hôm nay nó bảo đang bơi ghét nước, đéo bị điên à? Fingers. Know where I can find them? Finger đang ở đâu? I could, I'd swap, you know? Why does everything have to be so damn? Thằng này nó đang phê anh em ạ. Nó đang phê. Bọn này như kiểu là toàn là bọn bị nghiện đấy. Đó, sao lại có cái xác nằm đây này? Bloody stain imbrued. If for a friend the king of all we own, our prayer to him shall for thy peace arise. Sounds like paradise. Sounds like paradise cái đéo. Sao điên đấy nhỉ. Thực ra là mọi người cứ chơi game này lỗi, chứ thực ra tôi chơi những cái game kiểu như Skyrim với lại Fallout ấy thì nó cũng gặp rất là nhiều lỗi, tại vì thế giới nó quá rộng lớn mà không thể tránh được. Tất nhiên là tôi không bênh gì game này cả, nhưng mà với cái mức độ lỗi này cứ gặp dần dần nó fix ấy thì nó cũng sẽ bớt dần đi. Nhưng mà quan trọng là đừng có để những cái lỗi mà nó không thể nào mà fix được. Ô, Judy. Hello, there's a line. Phải xếp hàng à? Sit your ass down and wait your turn. Em biết Finger à? Heard some things, yeah. Đến từ đầu game giờ tôi gặp, tôi thấy em Judy vẫn là xinh nhất này. What are you even doing here, Judy? Em làm gì ở đây, Judy? Same thing as you, looking for Evelyn. Giống anh thôi, em đến đây tìm Evelyn. Stop with you. Làm sao em biết tìm cô ấy ở chỗ nào? Em có bạn ở Cloud. Tin đồn thì truyền rất là nhanh. Tại sao Evelyn lại quay trở lại Cloud vậy? Thế là cô ấy đã nghĩ là cô ấy sẽ an toàn hơn ở đấy. Em nói Finger chưa? He's harder to get in to see than the best docs in town. Anh ta còn khó gặp hơn cả bác sĩ tốt nhất ở thị trấn này. Why me? Anh hãy nói cô gái kìa đi, thử ra là mình có thể chiếm hàng không. Evelyn, cô ấy có ý nghĩa với em lắm à. Em nghĩ Evelyn đang ở đây à. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God, no. Because who knows what that sick fuck could have done to her. Em này em bảo là em vừa muốn Evelyn ở đây, vừa không muốn, tại vì là sợ là cái thằng bác sĩ nó làm trò đồi bại gì đấy. Evelyn có vẻ rất có ý nghĩa với em đúng không? And you've arrived at that conclusion how exactly? Moment you knew where she was, anh không có sprang into action. Anh không hiểu once you get close to Evelyn, chuyện này là như nào đâu. You never want to let her go. You see a woman with blue hair around here? Bà có nhìn thấy một cô gái cái tóc xanh quanh đây không? Think I know who you're talking about. Fingers worked on her, sure. She's still here? No idea. Em này em bảo có. Finger đã chữa cho cô ta. Bạn của tôi đang rất là tệ, trong tình trạng rất là tệ. Cô có thể nhường cho tôi được không? My friend here, she's in real sorry shape. You couldn't let us cut in front just this once. Chỉ một lần thôi. Em Judy cái diễn tốt chút nào. Well, now hold on a sec. Didn't seem so bad just a minute ago. She's a toughie. Keeps it inside mostly. Em kia diễn chán quá, này nó bảo là trước mấy phút trước nhìn cô ta có vấn đề gì đâu. Rồi. Đến lượt mình rồi. Yes, hello. What can I do for you? Thằng này đàn ông hay đàn bà đây? Vãi cứt. Nhìn nó bệnh hoạn này. Ôi rồi. Something wrong. Từ từ nhá, mình đến mình sẽ phải nhẹ nhàng thôi. Ban đầu mình mới đến mà. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
But I'm busy right now. Thằng này nó bị gay anh em ạ. You Tiger Claws. Chúng tôi đến những người môi giới. Người môi giới à? So, what brings you here? Điều gì mang hai người đến đây? Vãi cả đái, ông này nhìn. Forget why we're here. Ông giúp mấy cô gái quanh đây à? Well, Evelyn Parker. Evelyn Parker. I need to know where she is. Ông biết cô ta ở đâu không? Step into my office. Hãy vào phòng của tôi. Many girls come through here. Rất nhiều cô gái đã tới đây. Of course, I can't remember each and every one. Thằng này nó bảo nó đã xử lý rất nhiều vụ của các cô gái, nó không thể nhớ được hết được. Cái tên Forest có ý nghĩa gì với ông không? Họ gọi lão là Woodman. Anh đã nói chuyện với lão rồi à? Mình bảo là thằng kia kiểu ý là mình đã cho thằng kia đi ỉa rồi đấy. Nói chuyện, nghĩ kỹ hãng nói. Cô gái khốn khổ, tôi đã cố giúp cô ta. Nhưng mà như anh thấy đấy, đây không phải là nơi quá là phù hợp để làm việc đấy. Cô ấy bị làm sao? Chip của em ấy bị cháy á. Nói thẳng ra đi. Bỏ cái đống móng tay xuống nhìn gớm quá. Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Thằng này nó biết là. What did you do to her, you freak? Em kia bảo là mình câm đi, mày đã làm gì với cô ấy? Either you put a muzzle on this creature or put her down. It's impossible to have a conversation with her around. Thằng này nó muốn đuổi em Judy đi ạ. Đừng có nói chuyện với cô ấy theo cái cách đấy. She insulted me. Cô ấy tấn công tôi. Spill, the shorter you'll have to put up with us. Now, Evelyn Parker, where is she? Could very well Evelyn Parker đâu? How many times do I have to repeat myself? I don't know. I did what anyone in my place would do. Thằng này sau khi nó không thấy là không chữa được cho em Evelyn, nó đã gọi người đến đưa đi rồi. Bọn chúng sẽ làm gì với cô ấy? You ponder off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. Vãi cứt. Thằng này nó đưa cho hai thằng kia mà. Bọn kia nó kiểu như là định biến em Evelyn thành một cái dạng hàng trưng bày gì đấy. So get the fuck out of here. Đấm chết cha mẹ. I let her go back to Clouds. Could have stopped her, but I didn't. Em này đang bảo là đáng ra là tôi không nên để. Ui, em này xăm hai con cá ngựa ở sau lưng này. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy thôi. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey, chúng ta sẽ tìm lại phần together. Những cái phần còn sót lại ở cái xác đã bị thịt của cô ấy. Mọi người, mọi thứ đều để lại dấu vết ở phía sau. Everyone, everything leaves something behind. Just need to know where to look. Chúng ta chỉ cần biết phải tìm ở đâu thôi. I'm running around with the best BD specialist in town. That's an extra. Rất may là chúng ta lại đang ở cùng với lại một BD tốt nhất ở cái nơi này. Pleasures of Night City, a domain with its twin on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a sec. Think I've got a better idea. Saw a smut shop on Jig Street. All kinds of stuff there. Think you might find a death's head? I can't hurt to try. Bây giờ mình bảo mình sẽ tìm xung quanh cái khu Jig Jig này. I'll wait in the van. Hôm nay bảo đợi sẽ đợi ở xe, còn bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm quanh khu này. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi. Hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.